Tranh à, à, gọi mấy chị em ra đây để tập mấy bài dân vũ nào. Sang nhà tôi nhá. Ủa con ông đi đâu hết rồi? Chiến ơi, Thắng ơi, ông Bình ơi, bố con đi đâu hết rồi? Chưa lắng bước thế này mà không nhà cơm nước gì cả. Cơm đi đâu hết cả rồi. Rồi con mới chả cái. Xưa có đội du kích Hoàng Ngân, nói gương Bà Triệu Bà Trưng đứng lên chống giặc giữ làng. Trung ương quê tôi ngày nay đã xây dựng nhà văn hóa, bốn thôn Đạo Khê Thụy Trang, làng Hạ Trung Đạo đều vui. Nhà nhà nó ấm, đường nang sạch đẹp, trường học sáng trang, không còn mái tranh nghèo xưa. Trung ương bây giờ giàu đẹp gấp 10 ngày xưa. Úi giời, làm không làm, suốt ngày nhảy mới múa hò mới hát. Làm dập cả mặt ra mới có ăn đây, suốt ngày nhảy mới múa hò mới hát thì chỉ có đi làm bộ ve mới có tiền. Ờ lại đây không làm ý, làm bộ ve hút vải để ăn để sống đấy. Thế thì đấy thì ban cá chắc cũng là bộ ve cá nhỉ. Bà nói ai là bọn ve cá thế? Bà nói thế mà bà nghe được à? Tôi nói cho bà biết rồi, bà vểnh cái tai lên mà nghe này. Tôi đây là người đi bán cá, ra chợ tôi bán cá để kiếm tiền, chứ không phải là bọn ve cá như bà nói đâu nhá. Bà nghe rõ chưa? Thế ai bảo tôi rằng là không làm thì lại ối mà ăn, thì chỉ có làm bọ ve thì mới có tiền. Thế thì đây làm thợ may thì chỉ là bọ ve hút vải. Thế còn đấy, bọ đi bán cá thì chỉ là bọ ve cá thôi. Ừ, bọ ve cá, bọ ve cá cho lên mới sinh được hai con bướm bướm, lại còn tên Mí Mèo, Anh Đào mới cả Cẩm Tú cơ. Đây, đây bọ ve cá cho lên mới sinh được hai thằng chống gậy, tên là Quyết Chiến Quyết Thắng, được nhờ cả đấy. Giời cũng có mắt. Này, đã ngu lại còn tỏa ra nguy hiểm. Này, nói cho mà biết này, hai con bướm bướm của tôi hơi bị giá trị đấy. Giọng tai cho mà nghe này. Con gái thứ nhất của tôi là Anh Đào, là một loại hoa luôn kiên cường, bất khuất. Con gái thứ hai của tôi này, nghe cho rõ này, là Hướng Dương, luôn hướng về mặt trời, sáng đạn, rực rỡ, tương lai. Còn gớp, gớp, chết, chết, gớp. Hai thằng con trai nhà bà nhá, nào là Quyết Chiến này, nào là Quyết Thắng này. Rồi tôi xem Quyết cái lỗi gì, trời sau sẽ rõ đời con trai. Úi giời. Alo. Đã sinh con gái lại còn tính tướng. À con à, anh Đào à con. Vâng con đây, mẹ đang làm gì đấy ạ? Mẹ đang nhặt rau để nấu cơm. Bố con có nhà không hả mẹ? Bố con ra xã để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ đấy con ạ. Con mà là con trai thì con đi bộ đội từ lâu rồi. Gớp chả bố cô chứ. Cô mà là con trai thì mẹ cô không được sướng như thế này. Thế... thế thôi mẹ đi nấu cơm nhá. Thôi con đi làm đi, mẹ đi nấu cơm đây. Vâng, thế thôi mẹ làm đi, con phải vào làm đây. Bà Yên ơi! Bà Yên! Ôi giời! Bà Yên đâu rồi? Ôi, tôi gọi bà cứ ngồi đây. Ôi giời, ông gọi gì tôi? Rất ca mình, thế ông bảo gì tôi? Thằng Chiến ấy, nó đi xe máy nó lại, thằng Thắng bị công an bắt lên Ủy ban Nhân dân xã rồi. Thế làm sao mà bị bắt là bị bắt thế nào? Làm sao cái gì? Làm sao bà cũng biết à? Đua xe là một này rồi là không đội mũ bảo hiểm, thế là người ta bắt chứ làm sao được không? Giời ơi, con mới chả cãi thế này có chết người không chứ gì? Học không học để đua xe chứ gì? Không, bà không phải than vãn rồi đó, bà đưa cho tôi. Đưa cho tôi 10 triệu đi để tôi lên đây xem cái như thế nào, tôi đẹp. Nếu mà lột phạt thì đó nó về. Làm gì mà như 10 triệu không? Thế làm gì mà như 10 triệu? Ôi trời, thế bà không nắm được à? Hai thằng đều bị bắt cả đấy. Đưa 10 triệu cho chắc là đủ đâu. Trời ơi, tôi còn nói chuyện với cái như để cái như tạo điều kiện cho nó ra trước. Thế tiền ở đâu bây giờ? Quá hết còn mới tiền vừa đưa cho qua mấy triệu rồi, còn hôm nay đi bán hàng thế nào? Nhân lấy tiền đưa cho đây. Quá còn mấy cái thế này có khổ không chứ nhỉ? Còn mấy cái thế này. Quyết
Bà lấy đưa ra đây này. Hôm qua tôi đưa cho mấy chậu rồi đấy. Mấy hôm nay bà bán hàng nữa, bà đốt luôn đây. Thôi ông chờ tôi một tí vậy. Bà khẩn trương lên. Đây tiền đây, ông đây. Cầm lên động lên xem ở con nó thế nào rồi. Ông xin nói với các anh ấy xin bà nhà trong nhà cơ. Tôi lên tôi xem tôi xin nó về. Vâng, ông đi đi. Khổ quá, con mấy cái. Cướp hết cả công nào của mẹ bố mẹ. Ui giời, trời cả mình. Suốt từ bằng. Con đã, con về đã. Con chào mẹ, mẹ ơi. Con rồi. Báo cho mẹ một tin vui đây này. Ừ, thế việc gì đấy con? Con được học sinh giỏi môn toán toàn tỉnh đấy mẹ. Ui giời ơi, con gái của mẹ thế. Con gái. Đấy, các bác ạ, ôi giời ơi, con gái thế mới là con gái, thì cần gì con trai đâu. Mà mẹ ơi, con được còn tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ. Ôi giời ơi, con gái yêu của mẹ, con gái rượu của mẹ giỏi quá. Thế là ước mơ của con thành sự thật rồi đấy con ạ. Tất cả là nhờ sự công lao nuôi dưỡng chăm sóc của bố mẹ dành cho chúng con đấy ạ. Thôi con cố gắng nhá, thôi mẹ con mình nấu cơm đi. Thôi mẹ cứ lên nghỉ đi, để con nấu cơm nhặt rau cho mẹ nhá. Nào, 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 mẹ con mình nhặt rau đi. Mày về đây, mày, mày không học, cứ đi chơi nhá. Mẹ. Đây, con trai của bà đây, hai cái thằng con, hai thằng quý tử của bà đây. Đấy, bà suốt ngày khoe để hai thằng con trai đặt tên là Chiến với Thắng. Đấy, rồi bà nó đòi gì mua đi, bà mua xe cho nó bây giờ đấy, bà thấy chưa? Thấy tác hại của luông chiều con chưa? Đúng là các cụ loại không có sai, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà nhá. Thế bây giờ, nó là con ông, nó ông là bố chúng nó, không dạy được bây giờ ông đổ hết. Nên đầu tôi chứ gì? Ông không dạy, ông không dạy thì để tôi dạy chúng nó. Đấy bà dạy đây. Dạy thằng này ra. Nào, nào. Ra cho mẹ mày đánh. Nào thì. Ôi, bây giờ ông tôi bảo này, cho tôi tính rồi, để tôi đưa hai anh em nó vào làm cho nó học nghề. Anh Đào với Hương Dương nhá. Thế vào chỗ chú làm hả ông? Đúng rồi, vào chỗ làm đây, chú bảo là hai thằng nhà bác mà học xong ấy, nếu chưa có việc gì đưa vào đây em rèn kèm cặp, em rèn luyện như quân đội cho. Thế là ông lên người, sau này về là có cái bằng sửa chữa xe. Thế thì tốt quá còn gì nữa. Thế ý hai thằng này thế nào? Cứ theo ý bố đi ạ. Thế hai thằng có học không? Có. Thế đi học thì vào chuẩn bị đồ quần áo để bố ấy đưa đây. Vâng ạ. Thế chuẩn bị đồ đây, tôi đưa đi. Khẩn trương lên. Con mấy cái khổ thế chứ nè. Bà Nhã ơi. Bà Nhã. Bà bảo gì tôi đây? Tôi ngại quá, tôi xấu hổ quá. Vì đúng là bà trước kia tôi xin lỗi bà nhá. Tôi có nói gì không phải thì bà đừng chấp nhá. Đúng là bà sinh được hai cô con gái là gái vàng, gái bạc nhà bà. Còn tôi sinh được hai thằng con trai. Nhưng bởi vì tôi nuông chiều cho nên chúng nó sinh hư. Bây giờ mới ra nông nỗi này thì tôi xin bà nhá, từ nay tôi lấy hai cô con gái của bà làm gương để tôi dạy bảo hai thằng con trai của tôi bà nhá. Thôi bà, tôi cũng chả để bụng đâu, hàng xóm đang giềng. Tôi cũng chẳng để bụng. Thôi may là hai cháu nó không làm sao là may lắm rồi. Thế còn hai thằng vào trong ý rồi, chịu khó học rồi về lấy vợ thì nhớ mời bác nhá. Thôi mẹ mấy cả cô ạ, dù gì thì cũng là hàng xóm của nhau, mà con trai hay là con gái thì cũng đều là các con cả. Đúng là trai hay gái nhưng mà cứ nuôi dạy thì tốt thì chúng cố gắng học hành thì đều tốt cả. Còn con trai hay con gái mà chúng lười biếng không chịu học thì cũng đều là gánh nặng của bố mẹ. Đúng là trai hay gái tương lai mới biết đấy các bác ạ. Thôi cô đi nhá. Thế bà Yên ơi, thế bà có đưa ra hai thằng ra xe thì đi cùng với tôi nay đi mà thẻ đây. Có với ông chờ thôi mấy, chờ tôi một tí. Bà Nhã ơi, bà nhòm ở tôi cái nhà tí nhá, để tôi đưa cháu đi ra. Bà cứ đưa cháu đi nhá. Tôi đưa cháu ra bên xe là nhá. Bà chào cô chú ạ.